chào các bậc phụ huynh học sinh, các thầy cô giáo và các con học sinh trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn. Cô Trà Hương đang có mặt tại sân trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn để thực hiện một sự kiện nổi bật nhất trong năm học, đó là chương trình chào đón các bạn học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, nhà trường cũng như các bạn học sinh trong khối 9 cũng đã chuẩn bị những phần đón chào các em thật là ấn tượng. Và chúng ta hãy cùng theo bước chân cô để xem các bạn ấy đã có những cảm xúc như thế nào nhé. Cảm thấy rất là vui và háo hức khi được đón chào các em học sinh lớp 6 khi bước vào trường. Và con rất là cảm ơn cô đã cho con cơ hội để có thể giúp đỡ các em để tham quan trường cũng như là làm quen với môi trường học tập mới. Con cảm thấy rất là hào hứng. Một phần là vì năm nay em con lên lớp 6, thế nên là con cũng sẽ được gọi là dìu dắt em con trong quãng đường sau này. Chúc các em một năm học mới thật nhiều thú vị. Là một chương trình đặc biệt để dành tặng cho các bạn học sinh khối 6, những thành viên mới nhất của Đại gia đình Trung học cơ sở Bế Văn Đàn. Ngày hôm nay, các con có quyền tự hào khi khoác trên mình chiếc áo đồng phục mang tên người anh hùng năm xưa đã lấy thân mình làm giá súng. Người anh hùng đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Và các con có quyền tự hào về thầy cô và mái trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn. Và có những cái sáng tạo ở trong việc chào đón các con lớp 6. Thế nên là bố mẹ đi theo cũng cảm thấy là rất là phấn khởi mà cũng không thấy gì là mệt cả. Mình cũng mong là khi mà các con lên cấp 2 thì trước khi mà được các cô dạy cái kiến thức về văn hóa thì cũng mong các cô là cũng có sự thông cảm và thấu hiểu được cái tâm tư của các con trước những cái sự bỡ ngỡ của sự chuyển cấp. Và sau đó hướng các con đến những cái hoạt động mà có thể là khơi gợi được những cái năng lực cá nhân của mỗi bạn. Cảm thấy rất vui khi mà sau 2 tháng đã đến trường ạ. Chị rất vui khi được đồng hành với tất cả các em trong trải nghiệm lần này. Và chị hy vọng rằng trong năm học này các em sẽ có thể hòa đồng, cởi mở, thân thiện với cả các bạn hơn. Và đồng thời cũng có thể bộc phá được hết khả năng học tập của mình để có thể đạt được thành tích cao cho học tập. Và trong năm học này chị xin chúc các em có thể được trải nghiệm và gặt hái